chiều ngày 8 tháng 9, Công an huyện, Huyện đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước và thực hành kỹ năng thoát nạn đối với trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2030. Theo đó, các nội dung tuyên truyền phối hợp gồm tập huấn tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước cho cán bộ đoàn thanh niên, hội phụ nữ, xây dựng khu vui chơi, học tập lành mạnh, an toàn cho trẻ, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng miễn phí, đặc biệt chú trọng đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trang bị kiến thức cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước và kỹ năng thoát hiểm thoát nạn, cách thức sử dụng các phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy, thoát nạn thoát hiểm trong tình huống cấp thiết. Các hình thức biện pháp tuyên truyền được ưu tiên là tổ chức tuyên truyền miệng, sân khấu hóa thông qua các mô hình câu lạc bộ phòng chống vi phạm pháp luật, an sinh xã hội như mô hình mẹ đỡ đầu, tuyên truyền măng non, câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, v.v. Thông qua ký kết phối hợp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ trước những nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ, đuối nước và các rủi ro khác trong cuộc sống, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên, hội viên trong tuyên truyền, hướng dẫn và giáo dục kỹ năng sống đối với trẻ em trên địa bàn huyện.